đang làm bán hàng được ra. YouTube đánh vi phạm. Trắng được luôn. Tù đang mà ít kia đi. Hello hai rồi đi. Cũng bị thế rồi. Thế là ông làm trình bày vừa lòng. Hai lâu nha. Vô thế ngồi chậm công chính. Hai đồ đi. Hai hai. Lâu ghê, một phút rồi. Ủa chứ em tắt đi chứ. Chị đang chỉnh em tắt rồi mới bắt đầu quay chứ đang quay đi. Chàng chị kia. Chàng chị có ăn miếng máu. Cái quà cho chị. Kiểu như bởi nó nặng chỗ, cái chạy chỗ đó, cái chập cái chỗ nó khô, nó quẹo lại. Thấy quanh luôn á, kiểu như chập cái không biết đi đâu luôn á. Nặng lắm. Nó khoái mấy bông máu rồi nè. Nặng là bà chị nó kêu thôi em nghỉ đi. Tùng mô chị cũng đi mà. Chị không nổi nữa. Mà hắn cứ bắt nặng. Cái bà hôm qua nè. Bà kêu thôi nghỉ chị, Tùng mô chị cũng đi mà. Tự nhiên cứ ép họ bắt nặng đã đời chị còn bắt tôi ra nặng nữa. Để ứng viên tôi họ từ để cho họ vừa cái lòng họ là cái mặt nhỏ của nó hết. Mình biết họ chịu không nổi không? Đau lắm. Không, bà nó mà chịu nổi hả? Nó nói như mà chịu được. Máu gì á? Thấy cái ngón nó dính máu mà.
không sợ máu gì lắm. Nhiều mà không bị máu mình chích chỗ đó thì chích chồm đó cái mình ăn thôi. Nước lên. Bán như thế này mặc gì luôn.
Chị nói thật là tuyệt vời.